đóng phim chưa đủ, Triệu Lệ Dĩnh còn phải làm nghề phụ là đảm nhận vai Camel trong cuộc đời Trần Hiểu và Dương Mịch. Bên cứ vợ chồng trục trặc là lại déo tên nàng Triệu. Người thì từ đời tư đến sự nghiệp đều có bóng dáng của kỳ phùng địch thủ. Làng giải trí hoa ngữ có một câu nói thế này, người hot thì lắm thị phi, và câu nói này dường như ứng nghiệm vào Triệu Lệ Dĩnh luôn. Bởi chẳng biết từ bao giờ mà cô luôn phải đảm nhận vai Camel trong chuyện hôn nhân của vợ chồng Trần Hiểu, Trần Nghiên Hy, một chút gió thổi cỏ lay cũng do Triệu Lệ Dĩnh. Và kỳ phùng địch thủ Dương Mịch làm gì thì người ta đều đặt tên nàng Triệu bên cạnh để so sánh. Trần Hiểu, Trần Nghiên Hy Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu quen nhau khi hợp tác chung trong lục trinh truyền kỳ. Năm ấy, bộ phim này hot đến mức khán giả cũng ghép cặp cả hai nhiệt tình. Bất cứ hành động nhỏ nào của họ cũng khiến người ta đồn đoán là có tình ý. Dù rằng chính chủ chưa từng thừa nhận, nhưng với công chúng thì Trần Hiểu và Triệu Lệ Dĩnh đã là một cặp rồi. Chỉ đến khi Trần Hiểu phim giả tình thật với Trần Nghiên Hy thì khán giả mới chịu tém lại, chẳng ghép đôi họ nhiệt tình như trước tưởng chuyện đã êm, ai ngờ hôn nhân của Trần Hiểu lại có quá nhiều sóng gió. Từ khi làm đám cưới vào năm 2016 đến nay, bùa vây cặp đôi họ Trần là những tin đồn không tốt. Từ đời tư ngày xưa của Trần Nghiên Hy cho đến thái độ hờ hững của Trần Hiểu đều bị người ta soi mói. Cứ mỗi lần như thế, cái tên Triệu Lệ Dĩnh lại bị người ta nhắc đến như thể cô mới là đầu tiêu của mọi chuyện. Đặc biệt là lúc nàng Triệu Ly hôn Phùng Thiệu Phong, người ta còn yêu cầu Trần Nghiên Hy nhường chồng nữa cơ. Ngày 19 tháng 6 năm 2024, cộng đồng mạng hoa ngữ lại dậy sóng vì tin Trần Hiểu đã đệ đơn ly hôn với Trần Nghiên Hy. Cánh paparazzi còn khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng soái ca Mộng Hoa Lục cắt đứt liên lạc, khóa điện thoại để Trần Nghiên Hy không thể tìm mình. Mọi giao tiếp của hai vợ chồng đều thông qua trợ lý. Chính chủ còn chưa xác nhận thực hư, cái tên Triệu Lệ Dĩnh đã bị giéo tiếp. Cư dân mạng còn khẳng định sau khi nàng Triệu Ly hôn Phùng Thiệu Phong, cô đã nối lại tình xưa với Trần Hiểu và là lý do chính khiến cặp đôi Trần Toang. Không ít người bắt đầu buông lời cay đắng với Triệu Lệ Dĩnh vì tin đồn khiến cô thành bé ba bất đắc dĩ. Dương Mịch đâu chỉ bị réo tên khi vợ chồng nhà Trần Hiểu, Trần Nghiên Hi lục đục, Triệu Lệ Dĩnh còn thường bị đặt cạnh Dương Mịch ở mọi lúc mọi nơi nữa cơ. Ví dụ như năm 2024, sự nghiệp của Dương Mịch đi xuống với ba phim cùng flop, thế là fan nàng Dương ụp nồi lên đầu Triệu Lệ Dĩnh, khẳng định người đẹp giữ phượng hành chơi xấu nên cả cõi mạng xứ chung mới pressing diễn xuất của Dương Mịch trong các nhĩ tân 1944. Không có gì mà một nồi lẩu không giải quyết được phải rời rạp vì ế ẩm cũng là lỗi của Triệu Lệ Dĩnh nốt. Sự nghiệp đã thế, chuyện đời tư của dương mịch cũng chẳng thể thiếu bóng dáng triệu lệ dĩnh bởi cứ mỗi lần mỹ nhân hồ yêu tiểu hồng nương bị nhà chồng cũ nhắc nhở việc không quan tâm con gái gạo nếp nhỏ thì y như rằng cô sẽ bị so sánh với mỹ nhân giữ phượng hành ngay bởi dương mịch bị tố chẳng đoái hoài con gái lại còn bất hòa với nhà lưu khải uy còn triệu lệ dĩnh cứ rảnh rỗi là đưa quý tử đi chơi thậm chí từ bỏ cơ hội khoe sắc ở can vì con trai triệu lệ dĩnh còn duy trì quan hệ hòa bình với gia đình phùng thiệu phong nữa cơ ngay cả chuyện ăn mặc của dương mịch cũng chẳng thể thoát nổi cái bóng của triệu lệ dĩnh bởi cứ khi nào nàng mịch diện đồ nhí nhảnh xinh tươi như thiếu nữ thì y như rằng nàng dĩnh sẽ thành tấm gương cho đàn chị vì biết ăn diện hợp tuổi không cố chấp cưa sừng làm gì cũng bị so sánh với triệu lệ dĩnh bảo sao dương mịch quyết cạch mặt đến cùng